Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phạm Tấn xin chào ông bà và cô bác và anh chị em đồng đạo thân mến. Hôm nay đến thị trấn Long Bình để lấy cỏ chữ ý về cho nhà thuốc của chú Tư Ngoan. Dạ, bà con cô bác, anh chị em thấy video này có ý nghĩa thì cho Phạm Tấn một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ với cả nhà. Là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, anh em đang lấy đây cả nhà. Đó. Anh em thủ máy gì nè cả nhà. Đó, thủ máy gì để cắt á cả nhà. Cắt để vô bao. Đây là anh Bình ở Nhân Hội nha cả nhà. Anh cũng bên nhà thuốc từ thiện ở bên Hiếu á. Mơ có đi không? Mơ đi chung luôn hả? Đây cả nhà, nó cũng có máy người ta. Nhà thấy bây giờ có ý nghĩa thì cho Phạm Tấn Vlog xin một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cả nhà. Chào anh bà con cô bác. Dạ, bây giờ thì có ồn thì bà con cô bác cũng thông cảm giùm cho con. Đây máy không à. Và con của bác biết rồi, thuốc cái nào cũng là vị thuốc, mà cái này thì cỏ chỉ này thì cỏ chỉ này về để cho nhà thuốc của chú Tư Ngoan không hốt, chứ con thì không biết cái nó về cái chị bệnh gì đâu cả nhà. Cái máy bị gì? Đi xe tháo ra lần cái con bị. Mày sắp chạy xuống mới giữ đình á. Rồi. Giữ đình đang ở số bò. Máy đâu hết rồi ta. Máy đâu. Có nhiều quá vậy vậy này hả không sao? Hả? À? Có nhiều đây hả? Ba cái cỏ ấy không anh lễ ơi. Có bao nhiêu đâu, thôi nên để bỏ này đi. Dạ. Đây nghe cả nhà. Đó, chú cháu, chú bác, ông bà, cô bác đã lấy cũng nhiều cổ để gom về một cổ cho chú Tư nhà thứ tư. Ừ. Ở đây có nhiều không? Có thuốc em. Có thuốc tiêu gì không? Gì vậy? Gì vậy? Ông Hải có thuốc tiêu á. Hỏi ông Hải á. Cái gì nữa rồi? Hết ít gì không một. Hả? Đây cả nhà nó
quá lâu mới gặp chị Phượng nha. Có nhiều không? Đây là mấy chú này ở bên nhân hội ở nhà. Mấy anh em lấy đám này đám thứ hai cả nhà. Nhà thấy video có ý nghĩa cho mình một đợt đăng ký kênh cả nhà. Đó, mấy chú đang lấy. Máy thì đang ồn thì thông cảm cho mình cả nhà. Biết cắt không chú? Biết cắt không? Biết cắt không? Biết hả? Nói ra không biết. Đây là mười mấy cái máy, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái máy này cả nhà. Hiện nay đi đông máy quá đông rồi. Nhà thông cảm giùm nha nhà, tại vì máy cắt cỏ ra ngoài cả nhà ơi. Làm nhanh lên coi. Ăn thì ăn cái nhầm nhò vậy. Ăn bắp mà mời ta ăn bắp luôn. Không có gan ăn bắp mới nhanh. Trong cái nhà đây anh em, đây bên anh em bên Phước Quảng lấy cát không thay thế đi, dành tài của ông Năm luôn rồi hả. Anh hai, gành tài của ông Năm luôn rồi. Chơi ông Năm cắt dở nè. Người đẹp Phước Quảng nha cả nhà. Hết hả, chỗ này nữa hết hả? Đó, cái nhà mấy chú mấy bác anh em cũng gom về đang làm thuốc cho nhà thuốc của Tư Ngoan. Đó, đó có mập. Cái này thịt lâu rồi nè. Bữa nay 8 cái máy làm thì đâu có cái đống này làm chút xíu là hết rồi.
Thấy không, cả nhà thấy không, cả nhà thấy làm anh em đã làm nhiệt tình đó cả nhà. Cái này là đây kêu bằng việc nhà quý bạn đã xong rồi cả nhà, hiệp nhau làm phước nhỏ lòng hiền nhân cả nhà. Anh em cũng đồng đỏ vui. Công nhận hai chồng làm cái ý tứ ghê luôn ta. Làm ra gái rất quá khều 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 sao sao gái gái không. Gặp ông Hải thì dám đứng hơn sao đó lắm. Gặp ông Hải ông quơ thì dám đứng hơn sao đó lắm. Gặp ông trưởng ông quơ dữ lắm. Bữa nay anh không tiêu rồi, anh không có máy anh ảnh. Bữa nay ảnh không có máy, ảnh buồn rồi. Ở giữa bữa nay không có máy buồn rồi. Đấy. Đây là ông Sáu Long Bình nha cả nhà, đây là đội trưởng ở trên Long Bình đó. Đó, đây là ông Sáu Long Bình, ông là đội trưởng ở đây. Bác với đội trưởng vậy. Đó, nhìn mặt đội trưởng đúng không? Đội bác. Ông Hải tôi đâu có kêu nữa rồi. Không đi dọ nữa giờ chỗ đó. Chỗ đó bị sạch trơn rồi. À bên đó mới sạch, mới sạch rồi nhé. À chắc. Chắc chắc ở nhà. Mình có đâu chỗ này nè. Sạch hết rồi thấy. Sạch hết nhưng mà còn cái đường đi á. Còn cái đường á thấy còn. Mạnh lên coi. Gì? Mạnh lên coi, mạnh lên coi. Con gái ra đây làm coi. Em đang xem bữa năm bữa mừng thấy ghê luôn, nó chậu duyên cháu luôn. Đây ở nhà, mấy chú, mấy anh, mấy chị đang lấy cỏ chỉ về cho nhà thuốc của chú Tư ngoan. Bây giờ này cũng chưa nhưng mà cũng hơi mệt thôi các bạn, bây giờ cũng nghỉ mệt rồi. Quá giỏi rồi, mười điểm mười điểm, quá giỏi rồi này luôn nè, máy của mình ôm suốt luôn nữa nè. Nó cái nhà thấy không. Thấy cái này nữa chưa, chưa chút xíu nó là được về được tải của chú Tư ngoan cũng mấy tấn nữa cả nhà. Quá giỏi rồi, quá giỏi rồi. Đây cả nhà, đó. Máy là gì, máy của Nhật cái gì trời? Chắc chịu lắm mà, cái máy bữa nay làm việc dữ dội. Máy này chắc về cái banh tao lông luôn quá. Tài nghe cách quá gọi, máy quá bé. Nói mấy bả gọi mà không kịp. Bữa nay nữa nghe cả nhà, bữa nay đem 8 cái máy á. Đó. Đây. Nhà thấy gì vậy, có ý nghĩa cho mình cái công việc sở đó nè. Đây có một góp nghỉ mệt. Thân áp ừ. Hả? Đây. Mà nghỉ mệt anh cũng quay nữa ha anh. Nghỉ mệt ông cũng quay nữa. Ông quay mà. Ê, bữa nay đem đồ lại cho Mai đó nha. Rồi. Thôi, ông ơi giờ mai không kịp thì mướn tôi lại đo cắt đi rồi
Ngày nhiêu nói thì tôi lên. Dạ, tới giờ nghỉ trưa rồi, mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm qua dai hả? Quay cơm. Quay ăn cơm. Quay cái ông 10 điểm rồi, ông quá làm giỏi rồi cái ông đó. Đi đâu về mà làm hộ hộ lại nó. Lấy đúng vậy anh ơi. Canh chua. Chua đâu? Lấy lấy. Canh lấy hả? Qua giờ. Cừ. Uống thuốc vô nữa. Mời ở nhà ăn cơm nghe. Dưới đây mời người ta cái nhà ăn cơm ở dưới đây. Cơm. Cá ở bên sữa rồi dám không? Ta nói đi núi, giếng núi mà ông nói đi lên chùa. À đi giếng núi mà. À, mà ông nói ở trên núi có chùa. Mà ông ta cá lựa hay gì? Không nói về cái giá này kìa, cá luôn. Cá cá cho ba luôn. Đi du lịch nhà ông thích gì ta? Mà bản đông ta cá qua đây nè. Thôi vậy. Anh đi bằng có gì khỏi đâu. Không được hai, không được chúng ta được ba ông hả? Không nói được cái mình nữa. Nhớ được không? Đây là cái nhà ăn hủ qua giòn nè. Hủ qua giòn đâu? Lên ghế trên cho ông nhỏ xíu không cần tôi chứ không? Chưa? Ông có nhỏ xíu không nghiệp không? Đổi đi, đổi em đi qua đây đi. Kho nghe. Đúng kho nghe quý vị. Thảo lạc mắt ông hoài đi đâu, đi đâu cũng vậy. Sợ lạc không? Đi cô tô đó tôi kêu hoài vậy. Sợ ông lạc. Nhắc kiếm ông hả? Có 15 ký à. Đủ mặt của anh em đi lấy về trưa về cái nhà về đánh ăn uống anh em về nghỉ trưa ngày mai để anh em đi dưới núi bà rồi không giờ dạ, video xin kết thúc ở đây. Xin chào anh chị em và ông bà cô bác. Thấy video này có ý nghĩa thì cho con được đăng ký kênh, được chia sẻ. Cái này là ngon lắm à. Còn những cái thuốc. Quá ngon cái gì vậy? Dạ, cũng con bán ngon. 36 ký gì là chưa được con nữa tôi. Đó.